Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một bộ ghế chắc nha. Bộ này thì em bao cho cô chú anh chị mình luôn, tuổi đời khoảng tầm 90 đến cả 100 năm trở lên nha cô chú anh chị mình ha. Đó, gỗ này là gỗ chắc với nu, rất là đẹp nha, chắc nu cẳng ốc. Đó, để dưới đèn dầu, đồ gốm, đồ đồng nha cô chú anh chị mình ha. Đây là mã số 1A đầu tiên. Đó chính là một cái khay, cái tam sơn nha. Đường kính tam sơn này là 1,5 tấc. Chiều dài của nó luôn là 49. Khay tam sơn rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặn, bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, mã số 1A đầu tiên. Khay này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Còn một cái duy nhất có giá là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đây, mã số 2 và số 3. Đó, những cái đèn dầu rất là đẹp, chiều cao là 5,3 tấc. Đường kính bầu của nó luôn là 1,4 tấc. Đường kính bầu ở đây là 1,4 tấc luôn, liền lạc lành lặn bao đẹp luôn nha. Đó, chân là chân đồng, đá trắng. Bên đây là chân Atimon, liền lạc lành lặn luôn nha của chúng mình ha. Đây, cặp này thì em giao lưu đồng giá tiền luôn là 1,900,000 một cây, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đây, những cái đèn vàng. Đó, pha lê vàng mã số 4 và số 5. Chiều cao là 45, đường kính bầu là 1,5 tấc. Đó, chân đây là chân Atimon, bên đây là chân đồng. Cũng đồng giá tiền là 1,900,000 một cây, bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn. Bao đẹp luôn nha. Đây, những cái đèn gốm sứ còn mấy cây nha quý vị mình ha. 3 cây. Đó, mã số thì 678. Đó, chiều cao là 44, liền lạc lành lặn nha. Đó, cây màu xanh này thì có thể bự hơn tí xíu nha. Đó, sát nó bự hơn. Đồng giá tiền là 1,4 triệu một cây, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đó, 678. Của chúng chị mình thích cây nào thì mình chọn cây đó nha. Số 9 và số 10. Chiều cao của nó luôn là 60, đường kính bầu 1,3 tấc. Đây, cây màu xanh bên đây là đường kính bầu 1,4 tấc. Chân Atimon. Đó, của chúng chị mình xem giùm em nha. Rất là đẹp, đồng giá tiền với cô chú chị mình luôn. Đó, đồng giá tiền là 2,2 triệu một cây, bao ship toàn quốc nha. 2,2 triệu một cây bao ship. Đây, tới một cây đồng và một cây pha lê. Chiều cao cây đào, cây pha lê là 48. Cây đồng là 40. Mã số 11 và 12 liền lạc lành lặn bao đẹp luôn. Mã số 11A. À, đó, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 1,4 triệu. Mã số 11, mã số 12 là 1,8 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đó, một cây 1,4 triệu, một cây 1,8 triệu. Đây, tới những cây chân bên đây là chân Atimon, bên đây là chân đồng. Đó, liền lạc là lặn bao đẹp luôn. Cao là 45, đường kính bầu là 1,3 tấc. Cây nào cũng là 1,3 tấc chân nha, bao đẹp cho anh chị mình luôn. 1,9 triệu một cây, mã số 13 và 14. Mã số 15 cũng là chân Atimon, chiều cao là 40, đường kính bầu là 1,3 tấc. Mấy cây này là trước năm 75 hết trơn nha cô chú chị mình ha. Cũng là 1,900,000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn, bao đẹp luôn nha. Mã số 16, một cái bằng ủi con gà. Đó, bằng ủi bằng đồng, gà nhôm cán nhôm, 900,000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đây, một cái bằng là. Mã số 17, đó, chất liệu bằng đồng cán cây. Đường kính là 1,4 tấc. Đó, 800,000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đây, mã số 18, tức là một chục cái dĩa con gà, đường kính 2 tấc, liền lạc lành lặn. Một chục cái nam bộ, đó, lái thiêu. Đó, 500,000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đây, mã số 19, phủ bì 44, lọt lòng 34, liền lạc lành lặn bao đẹp cho anh chị mình luôn nha. Mã số 19A. À, đây, không chê được chỗ nào nha anh chị mình ha. Gốm sứ tàu xưa liền lạc lành lặn, 2,6 triệu còn một cái duy nhất nha. Đó, đây, tới em tới bộ Louis nha. Louis 9 món, gỗ là gỗ chắc nha của chúng chị mình ha. Nói chung là đố chắc, đó, nu chắc hết luôn. Tất cả nguyên một bộ rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặn bao đẹp của chúng chị mình luôn nha. Đó, cái này thì đã quýnh mặt ni sơ lại hết trơn rồi. Đó, kéo cơm lắc của chúng chị mình. Đó, cơm lắc hồi xưa đó nha. Này là em kéo cơm lắc hồi xưa. Đó, cô chú anh chị mình xem mặt nu rất là đẹp luôn. Đó, ở dưới đây. Đó, em lấy cồn em xả nhẹ gan cái nè. Đó là cây này là cây
của nó nè, đó thịt của nó vẫn liền như dây. Đây là đít dưới nha, đó. Đây bộ này thì em bao xưa cho cô chú anh chị mình luôn, từng chi tiết một luôn nha, đó. Tuổi đời thì rất là già luôn, đó mặt là mặt nu, đó cô chú anh chị mình có nhu cầu thì để như gì mình xài cũng được. Còn thôi thì giả tỷ như em dùng xăng thơm hoặc là cồn quýnh nhẹ nó lại cái thôi là nó sẽ cũ lại liền nha, đó. Rồi đây là chuẩn xưa nha cô chú chị mình ha, cô chú chị mình đế dưới giùm em nè, đó đây, đó vít là xài vít dẹp hồi xưa không, đó những con vít này là em chưa dặn ra luôn, nó còn nguyên si lành lặn luôn nha, đó gỗ này là gỗ chắc, đó. Ốc là rất là đẹp luôn, vàng chanh đỏ lửa nha cô chú chị mình ha, đó. Ốc trung bình đẹp, đó để em đo kích cỡ cho cô chú chị mình được biết nha, mặt ngang của nó luôn là 3 tấc 6. Đây, chiều dài của nó luôn là 44. Đó. Chiều cao là 71. Đó, đó là cái đôn nha. Đây còn cái ghế. Cái ghế đơn này là bề ngang của nó luôn là 62. Phủ bì lọt lòng là 50. Đó. Dắt thì liền lạc là lặn nha, cẩn hai mặt. Còn cái ghế dài của nó luôn là 1m18. 1m18 nha, lọt lòng là 1m05. Đó, đây còn cái vách lưng, đó, còn cái bàn này là dài nhất của nó luôn là 95. Đó, bề ngang lớn nhất của nó luôn là 50-57 nha. Đó, mặt này là mặt nu. Đó, cái dấu góc này thì nó cũng có mẻ mẻ một hai dấu như vậy nè. Đó, đây của chú chị mình á, em mua bán có sao nói vậy chỉ cho cô chú chị mình được biết. Đó, đồ này là đồ xưa. Đó, luôn lúc nào nó phải có tì vết một hai chỗ nha. Đó, cô chú anh chị mà lưu ý giùm em, nhưng mà này là chuẩn đồ em bao cho chuẩn đồ xưa nha. Đó, chắc với nu. Cô chú anh chị mình nhìn dân cây chắc nè. Đó, nó rất là tơ tóc, nó rất là đẹp. Đó, rất là nhuyễn. Cây lên nước rất là đẹp luôn nha. Cái này là anh chỉ quýnh một lớp mờ cơm lắc thôi. Đó, chứ không có sử dụng màu gì hết trơn nha. Cô chú anh chị mình, em có thể xả cho cô chú anh chị mình vẫn được luôn. Đó, mình chỉ lau lại cái xăng thơm thôi là nó trở lại vị trí ban đầu lại bình thường luôn. Đó, cái đó là hàng này em bao cho anh chị mình luôn, cẩn hai mặt nha, mặt bên đây và mặt bên đây luôn. Đó, đây đi vòng qua quay cho anh chị mình coi cái mặt sau của nó luôn nha. Đó, chắc này là chắc nguyên con, này là hàng này em bao cho cô chú anh chị mình luôn, rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn, nguyên một bộ lui 9 món. Cẩn này là cẩn bách qua, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cái bàn là chim chỉ qua phù dung. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, đó, những cái nước cẩn rất là tơ tóc luôn. Đó, đây, đây gỗ này nè, đó, văn gỗ của chú anh chị mình thấy, văn gỗ chắc nó rất là tơ nha, rất là đẹp. Đó, đây, bộ này thì liên lạc lành lặn luôn, tuổi đời thì em bao 90 năm cho đến 100 năm trở lên. Bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 680 triệu, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Còn nếu mình cô chú anh chị mình ở gần, chúng em sẽ bớt tiền ship lại cho cô chú anh chị mình. Đó, đó, còn nếu mà chúng chị mình ở xa đó thì 680 triệu bao phí ship toàn quốc, bao chuẩn đầu xưa. Đó, Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Chịu rất nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn. Dạ, cảm ơn.